Chào cả nhà, ngày mới chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe. Thì cô chú ơi, chắc mấy chó này à ụt quá cô chú, gần tiếng ăn quá à, giờ không biết làm sao luôn á. Cô chú đủ món bia liền luôn á cô chú. Có bữa thì ướt gà thì không có dám trộn cơm nhiều á, rồi thịt mặt cưa hả, trộn cơm mấy bé ăn cũng ít thì muốn thịt không cũng ăn, khó không ăn đó cô chú thấy không. Luộc cá này, luộc cá trộn này, cá của mấy bé mèo á cô chú, trộn thiệt ngon á, mà có đứa ăn đứa không á cô chú, nhìn chán không, nhìn ốm yếu è ụt ốm cô chú. Mới vừa bơm cho hai cái con ốm nhất nè, mới vừa sai cháu bơm cho hai cái đứa mà nhỏ con nhất đó cô chú ơi, gần tới ngày đi về trạm rồi, chích mũi nữa là đi về trạm rồi mà thấy ụt quá vậy không biết làm sao luôn á cô chú. Chuẩn bị đi về trạm tới nơi rồi mà ụt vậy đó. Mấy con mèo nó ăn ngon lắm đó nữa, vậy mà coi đó con ăn con không. Cô chú nhìn của mình nữa nè, xíu xíu à, mấy con chó thì con ngọn mấy hả, nhìn của mình nó đã ôm sướng cái tay luôn. Mấy con này ôm cái nhẹ hiu hiu bỏng bỏng luôn á cô chú. Ngày hôm qua cho ăn thịt gà nó vậy, cho hai tô thịt gà nó ăn có một tô à, còn có một tô ăn chút xíu à. Trộn rau củ quả vô nó khỏi ăn luôn cô chú à, trộn củ cà rốt vô nó không ăn, nấu củ cà rốt trộn vô là khỏi ăn luôn, khỏi đụng luôn. Có hai con nếp nhép à, mấy con kia có ăn đâu cô chú thấy không, con này nó bự con dữ lắm luôn á, mà giờ nó làm biến ăn dùng da lại luôn. Con này nữa nhìn chán không, ụt con này của chú không nhôm nhá, chán ghê. Cô chú cắt thì nó trắng ăn quá cô chú, thấy ăn cũng ít đó, nên sáng nay mẹ Dung chạy ra mua 5 cái ức gà, mới về luộc một cái xong rồi sắt ra liền đó cô chú, nấu chín còn đĩa nguội xong rồi bây giờ ấy nhỏ ra cho tụi nhỏ rồi. Nó đúng là cái bài này đó, cái nó kén ăn quá cô chú ơi. Cô chú nhìn tụi nó mập vậy á, ăn có được 2-3 đứa ăn ra gọn nhiều rồi làm biến ăn không, ăn thịt gà không vậy đó. Giờ trộn miếng cơm vô là xong luôn cô chú, bỏ luôn. Vậy em biết làm sao mà nó ăn uống vậy, sao nó mập được cô chú. Thì nó sắp đi về trạm rồi, thì cho các bé ăn sướng được bữa nào được rồi các bé đi về trạm nha cô chú. Chứ giờ các bé lớn rồi, các bé la hét quá trời, sớm làng ta qua ta mất vốn la, người ta nghỉ ngơi mới được, cứ mấy giờ sáng là nó dậy á. Nó đòi ra ngoài á cô chú, mà đâu có chỗ đâu ra ngoài. Giờ để cho các em về trạm đằng nào nó cũng rộng rãi hơn mình ở đây. Mua 5 cái ức gà của chú, hết 5 kg mấy á, thì được một hai cái mà mới xé ra con cái thôi. Biến ăn quá, biến ăn quá, ăn đi con, ráng ăn đi, ăn đi, chiều mày xé một cái nữa nữa cho tụi nó ăn lấy sức cô chú ơi. Giờ tụi nó ăn ít quá, nó ăn ít quá mình cũng rầu nữa cô chú. Tụi cái bầy này nó nhỏ nhỏ con ta, chân nó ngắn ngắn, nó lùn lùn, nó không có bự cao cao sổng dòi giống như cái băng của nó không có cao sổng dòi như cái băng bé dẹn rồi bé vàng bé lúa rồi cho lúa gạo rồi đó cô chú. Mấy đứa nó cao chổng dò, còn mấy đứa này giòn ngắn cô chú ơi. Các bé ăn xong rồi chạy tung tăng, để ăn xong rồi nó chạy tung tăng đó. Rồi cũng cho các bé nó ăn để cho nó khỏe lại với cô chú, rồi cho
nó có sức khỏe lại rồi cho các bé nó về trạm của chú ơi. Thì cũng mới tắm cho cái con bé còi còi á cô chú, nó ị dính mình, dính mãi mình lâm dung tắm xong rồi sấy khô mà nó lạnh dữ lắm cô chú, nó lạnh dữ lắm, nó chịu lạnh không có nổi. Mấy đứa này nó còn nhỏ chứ thấy vậy chứ miếng nước mà ướt rồi tụi nó run lập cập à, không dám tắm nhiều đâu cô chú. Không thấy thịt gà không á mà nó ăn uống cái kiểu vậy cô chú, thấy ăn uống không? Giờ đang kiếm đồ ăn ngon ngon cho các bé nó ăn, nó bồi dưỡng lại cô chú. Nó ngán cái nào thì mình đổi cái khác. Chú thấy ăn hoặc không? Đúng là thịt gà mới luộc có nóng hổi, nó ngọt, nó ngon lắm á. Là tụi nó tranh, nó dầm, nó giật chứ lắm luôn á cô chú. Vậy mà nó đâu có tranh dầm giật gì đâu. Này là kiếm chỗ nó đi vệ sinh đi cô chú ơi. Cái đứa này dạng chân lùn đó cô chú. Đẹp trai bà cố luôn, đẹp trai ớn luôn á, đúng đẹp trai luôn á cô chú. Anh thanh niên nó đẹp trai, anh vàng á, đẹp trai lắm, nhìn cái mặt anh lanh thôi khỏi nói. Bé đó với bé đám đèn á cô chú, hai đứa là khuôn mặt giống nhau. Thì Bình Yên mới vừa ăn xong cô chú, rồi nước cho em uống. Các bé nó ăn rồi, nó đứng lên lưng và hết tô rồi, còn một mình mớm ăn. Giờ mẹ bơm nước vô, mẹ dọn rửa cô chú, dọn rửa vệ sinh cho Bình Yên. Em nó ị dưới nè cô chú, dưới cứ lầm nè, thôi đó. Bây giờ mẹ xách nước vô trời, nó dọn dẹp cô chú ơi. Tụi nó phá lắm cô chú. Nó ăn đâu phải là nó ăn xong đâu, nó giải rồi nó quấn lộn, quấn lộn rồi nó ói, nó ỉa ra đây, nó ỉa có chỗ ỉa, nó ỉa cái nó ỉa ra đụng chỗ nào nó ỉa chỗ đó đi chọn, đâu phải là nó ỉa đúng nơi đúng chỗ cho mình chọn đâu cô chú. Mình đi ăn đi, ăn đi xong rồi các mẹ à, quên uống nước chứ. Mình uống nước thì cô chú uống xong rồi mẹ dọn dẹp bớt vô hôi đó nữa chứ. Nó ăn xong rồi nó lên trên, nó nằm thấy cái tay này nó quấn lộn 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 lên ngồi được rồi chứ ngủ rồi nó nằm ở này kia rồi chú, mới vừa ăn no xong rồi này kia bụi đen nó mở cửa nó chạy ra ngoài rồi chú ơi. Giờ tắt máy để rửa để nước chảy của chú. Thịt gà không đó thì cũng không tốt đó. Giờ nguyên cái gà sáng của chú là một thao vậy đó, cho các bé nó ăn. Sáng nay mẹ Dung cho uống thêm sữa đó của chú, bỏ xem cái men tiêu hóa vô cho các bé ăn, nó có đường ruột các bé nó không có bị, để cho nó tiêu tốt. Còn các bé nó muốn đòi ăn đó của chú thì bồi dưỡng 2-3 ngày nay á, mua thịt gà cho ăn liên tục. Rồi đứa nào đi cái phân xấu thì mẹ Dung cho uống thuốc, cho uống sữa, bỏ thêm men tiêu hóa vô đó, thì bữa nay các bé ăn lại thấy nó cũng đỡ đỡ lên chút của cô chú. Thấy thịt gà mẹ Dung mua thêm nữa cho ăn cho đỡ đỡ, xong mấy bữa kia rồi uống chích thuốc đi về trạm của chú ơi. Thịt gà đi còn nhiều của chú, 1-2 cái thịt gà.
xé ra cái. Lấy cái này không cho nhiều cô chú xé rồi lấy dao cắt nhuyễn chứ không có để cục cắt, em nó còn nhỏ nó ăn ở nhà nó còn nó sợ á. Sáng nay gọi cho một cô sữa đổ vô gói màng tiêu hóa cho tụi nó uống cô chú. Ăn xong đi rồi mẹ thả ra cho đi vệ sinh. Trà tử Hồng Kông rồi đó, đến chỗ này thả cho em ra lại vệ sinh thôi. Lùn quá nhảy ra cũng tụi mày có mấy đứa lùn nha cô chú. Có hai bé cao tao còn bốn bé chân lùn. Nên những các bé giò các em ngắn có được có hai đứa chân cao thôi. Còn bốn đứa chân lùn nha cô chú. Giờ các em nó lớn rồi, nó cũng chẳng có muốn đi trong chuồng đâu. Chẳng qua là những đôi lúc mình mất công đến việc mình để em trong chuồng mình không có phát hiện được đó cô chú. Bây giờ ăn uống chứ biết rồi là mở em, các em ăn xong rồi là mở cửa là các em ra cô chú đó thấy không? Đang ăn mở cửa đang cái ăn xong rồi bắt đầu đi vệ sinh đó cô chú. Đỡ dính với trong chuồng. Cho mua 5 cái ức gà cho 2 ngày liên tục, bữa đầu tiên gì cho ăn ức gà không luôn cô chú. Tự nhiên thấy các em nó khó ăn rồi nó